Là con trai thì phải dũng cảm. Phải... Tôi bước sang rồi đây. Đúng rồi, phải trèo các bậc thang và không run sợ. Trèo từng bậc một và bám thật chắc. Đây. Ok. Ok. Sau đó. Đúng rồi, sắp rồi, sắp được rồi, cố lên. Rồi. Tốt. Lại đi đến nhà thỏ cho. Bố nói đi. Bố. Bố nói đi. Bố đang quay, con cứ đi đi. Bố không nói, con đang trên à? À, con đang trèo bậc thang. Chuẩn bị gì đấy? Đâu? Chuẩn bị chưa? Giật thật mạnh vào. Con lại trèo lên trượt lại lần nữa đi. Đi. Con lại trèo lên trượt lại lần nữa. Sao trượt lại lần nữa? Để bố quay lại. Quay lại. Vâng. Nào Dương, trèo lên nào. Đếm bậc đi. Bao nhiêu bậc? Một bậc. Một bậc thôi à? Bắt đầu trượt. Rồi. Rồi. Nhạc ở ngoài đường. Đây là ngôi nhà gì đây? Đây, ngôi nhà này được gọi tên là ngôi nhà thỏ. Ngôi nhà thỏ. Ngôi nhà thỏ dành cho các bé. Các anh không được chơi. Rồi. Con là thỏ. Nào, Dương đếm cho bao nhiêu bậc. Bắt đầu đếm đi. Đếm lại. Một. Con đi đi, con dẫm lên từng bậc cho con đếm. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Úi giời ơi. Đếm nhảy cóc như vậy à? Ừ. Nào, chúng ta thử vào khám phá ngôi nhà thỏ thế nào. Ôi, con vào. À, khổng lồ ơi. Thỏ ơi, khổng lồ sẽ vào nhà thỏ đây. Khổng lồ vào nhà thỏ để làm gì? Để làm gì đây? Ăn trộm món ăn, khổng lồ đói quá. Oh, ăn trộm món ăn à, đói quá à. Bắt được khổng lồ đây rồi. Khổng lồ ăn trộm món ăn của thỏ à. Ô, sao lại đấm chứ thỏ? Thỏ là bạn chứ sao lại đấm? Khủng lô đi về đây. Ô. Đây là nhà của khủng lô. Đây là nhà khủng lô à? À, khủng lô đi chơi. Khủng lô đi chơi xích đu. Khủng lô đi chơi xích đu. Khổng lồ đi chơi xích đu. Khổng lồ đu mạnh nào. Khổng lồ đu mạnh thế nào? Đây.
Khổng lồ năm nay bao nhiêu tuổi? Khổng lồ. Khổng lồ học lớp mấy tuổi? Học lớp 4 tuổi. Cô giáo khổng lồ tên là gì? Tên là cô Huế. Và cô gì nữa? Và cô Thơ. Hàng ngày đến lớp, cô giáo dạy khổng lồ những cái gì? Dạy khổng lồ tập thể dục. Cái gì nữa? Và chơi trò chơi. Đến bữa ăn, cô giáo có phải đút cho khổng lồ không? Không, khổng lồ lớn rồi phải tự xúc. Tự xúc à? Chỉ cần bạn bao khổng lồ với cô giáo xúc rồi. Thế lúc ngủ trưa khổng lồ có ngủ luôn không? Có. Thì thứ mấy được phép được phát phiếu bé ngoan nào? Có. Thứ 6 được phát phiếu bé ngoan rồi đến thứ 7 ở nhà với bố khổng lồ. À thế à, bố khổng lồ tên là gì? Bố khổng lồ tên là Tùng. Ui. Tùng có biệt hiệu như thế nào? Tùng gì nhờ? Tùng đại ca. À Tùng đại ca. Khổng lồ lên nhà chơi với thỏ. Lại lên nhà chơi với thỏ à? Đâu, khổng lồ à, thế có thỏ ở nhà không? Có. Gọi thỏ ra đi, dạ gọi thỏ ra rót nước cho khổng lồ uống đi. Thỏ ơi, tôi khát nước kìa. Lấy nước cho tôi uống. Thỏ đang đi mua nước, một lát nữa sẽ mang nước về cho khổng lồ. Khổng lồ cứ ngồi chơi một mình đi, đợi thỏ nhá. Trong lúc thỏ đi mua nước, khổng lồ có thể hát để cho đỡ buồn. Khổng lồ có thể hát bài mỏi chân cá. Ơ, mỏi chân à? Mỏi chân thì khổng lồ có thể đi ra đằng cầu trượt mà chơi. Nhà thỏ có rất nhiều các loại cầu trượt. Nhà thỏ có nhiều. Thỏ sắp về rồi. Úi giời. Thế khổng lồ có chị không? Hay có anh không? Có anh. Thế à, anh khổng lồ tên là gì? Tên là anh Hiệp. Anh Hiệp à, chị tên là gì? Chị tên là chị Ngân. Thế à. À, thỏ đi mua nước về rồi. Đi mua nước về. Thỏ đi mua nước rồi. Mua nước về rồi. Đây, quay khổng lồ từ góc này. Dẫn nữa, cho mọi người uống. Trời tối rồi, tớ phải về ăn cơm đã, mẹ tớ gọi rồi. À, mẹ tớ gọi rồi à. Thỏ đang bận, thỏ đang phải giúp đỡ mẹ quét nhà, nhặt rau. Thỏ tối ăn cơm xong rồi sang nhà tớ nha. Rồi, tối ăn cơm xong, tớ rửa bát xong thì tớ sang. Đẹp quá, nhà bà khổng lồ đẹp quá. Kết xong nhà rồi. Ở nhà khổng lồ có giúp đỡ mẹ cái gì không? Có. Khổng lồ làm những việc gì? Việc rửa bát và việc kết nhà. Úi trời ơi. Và việc ăn cơm nữa. Thế à, ăn cơm có phải mẹ xúc không? À, tự xúc à. Ăn cơm xong, rửa bát, xong sang nhà tớ. Đi. Sang nhà cậu đi. Tớ ăn cơm xong, rửa bát xong rồi. Đi xuống đi. Đi sang nhà thỏ chơi đi.
thỏ đi vắng rồi. Đi ra từ xa nha. Khổng lồ đang nghịch cái gì đây? Khổng lồ có biết cái đấy là cái gì không? Đấy là con chim cánh cụt. À đấy là con ếch. Đây là con ếch đang há mồm để các bạn nhỏ vứt rác vào đó. Hiểu chưa? Khổng lồ ăn bim bim xong thì phải bỏ rác vào đâu? Bỏ rác vào mồm. Mồm đâu? Mồm con nào? Mồm con ếch. Đúng rồi. Khổng lồ ăn kẹo mút xong thì bỏ rác vào đâu? Bỏ rác vào một con ăn nốt. À đúng rồi. Đây khổng lồ đi mua bim bim nè. Bác ơi, cho cháu một lần bim bim nào. Tiền đâu? Tiền đây. Ô, tiền giả vờ à? Ừ. Đưa cho tiền đi. Thế bây giờ bác không lấy tiền của cháu mà cháu hãy hát cho bác nghe thì bác không lấy tiền nữa. Cháu lên bà cho đi mâu dao. Cô thương cháu chỉ cho bông khóc nhẹ. Không khóc nhẹ thì bà trồng cây trái. Bà bảo nhà mai ông bà vui cái cây. La 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 la. Ở đây bim bim đây. Bim bim đây. Đây. Ok. Ok. Không lấy tiền của cháu nữa.